Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình xin làm một cái clip up đầu năm. Mặc dù là clip đầu năm nhưng mà nó cũng không có gọi là vui vẻ gì các bạn. Nhưng mà vấn đề là nó quá bức xúc cho nên là bắt buộc mình phải phải làm một cái clip này. Trước mặt của các bạn á, đang là một cái máy live test nha các bạn. Đây là cái máy live test AB 3500. Thì cái máy này nó rất là to các bạn. Nó có cái công suất là 3000 lít trên 1 giờ. Thì cái máy này mình mới mua chỉ cách đây chỉ có khoảng 4 tháng thôi. Mục đích mình mua không phải là mình xài thường xuyên, mà mục đích mình mua là mình để thay nước cá. Nhưng mà các bạn đã biết á, khi mà thay nước cá thì mình sẽ trữ nước ở trong cái bồn. Rồi mình trữ nước cái bồn rồi mình sẽ dùng cái máy này để mà mình thổi oxy. Mình thổi oxy 4 tiếng đồng hồ. Nó tại nước của mình là nước giếng. Thật ra nước máy nó cũng như vậy luôn các bạn. Mình thổi 4 tiếng đồng hồ xong rồi bắt đầu cái mình dùng cái máy này để mình bơm ngược lên hồ. Mình bơm ngược lên hồ thì cái máy này một tuần á mình chỉ xài có khoảng một lần thôi các bạn, tại một tuần mình chỉ thay nước cũng một lần thôi, mà hồ của mình là giờ hiện tại nhà mình đó là mình chỉ thay nước có 3 hồ, là chỉ có 3 hồ nước ngọt thôi, còn hồ nước biển thì đương nhiên không dùng cái máy này để thay. Hồ nước biển mình có một cái bể pha nước biển riêng và sử dụng một cái máy Atman, chứ không có sử dụng cái máy này cho hồ nước biển được, tại vì cái lõi bên trong nó là sắt. Như mình nói các bạn rồi á, lõi bên trong nó là sắt thì nó bị gặp nước biển nó sẽ bị sét. Nó sẽ bị sét và nó bị kẹt và nó sẽ dẫn tới sinh độc ở trong cái hồ, ở trong cái nước biển. Thì với cái máy live test này nè, mình mua 4 tháng mà mỗi tuần mình xài có một lần, thì các bạn nghĩ đi, là coi như là một tháng có 4 tuần. Một tháng 4 tuần là một tháng mình xài 4 lần, mà 4 nhân 4 mình xài mới có 16 lần thôi. Chỉ có 16 lần thôi các bạn, mà một ngày xài như vậy thì đương nhiên là 3 hồ thì sục khí đâu cũng khoảng nửa ngày á, là từ khoảng là 12 giờ trưa cho tới khoảng là 4 5 giờ chiều á mình mới tổng cộng cho 3 hồ đó. Thì cỡ như vậy á thì cái thời gian xài nó rất là ít, nhưng mà nó bị một cái hiện tượng các bạn. Cái hiện tượng đầu tiên á là vào khoảng 2 tháng đổ lại đây á, là nó không có hoạt động trơn tru nữa, tức là khi cắm điện vô á là nó không có chạy, bắt buộc phải lấy lên lắc lắc, lắc rung rung thì bắt đầu nó mới chạy. Thì đến cái khoảng mà mới ngày hôm qua khi mà mình xài lại á, thì mình thấy là tự nhiên nó bốc khói lên, bốc khói ngay chỗ này, nó bốc khói ngay chỗ này, nó bốc khói ngay chỗ này các bạn. Khi mà nó bốc khói ngay chỗ này á thì khi mình thấy là có vấn đề rồi, mình thấy có vấn đề rồi thì mình không có không 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 có tắt giật điện ra, mà mình lại nắm mình lôi lên luôn, thì cái cọng dây này nó tiếp xúc với nước thì nó bị ướt, chứ không phải là mình thọt ngay vô trong nước. Thì lúc đó mình bị giật, thì lúc đó mình bị giật nha. Nhưng mà cái giật này do nó ướt giật cái thả ra liền nó, thì nó không sao, chứ không biết là khi mà mình thọt tay vô nước nữa đó thì nó có vấn đề gì nữa. Nhưng mà mình cũng thật sự ra nhà mình cũng an toàn về nguồn điện lắm, cho nên là nếu mà bị giật, phản ứng mà đã giật một cái là cái automat nguồn nó sẽ ngắt hết toàn bộ nguồn điện ở trong nhà, thì cũng sẽ không sợ chết người đó. Tuy nhiên á, nhưng mà mình cái mà bóc phốt chính ở đây nè là do cái máy này nó quá dở các bạn, xài không có được bao lâu hết mà nó bị giật. Rồi trước đó trên hội mình đã thấy rất nhiều hiện tượng người ta nói là máy live test này nó bị hỏng và bị giật, và có một người hiện giờ trên hội là ở trên cái hội mà UBK, hội săn mồi lớn nhất Việt Nam đó các bạn, cũng là cái hội đông nhất Việt Nam trước khi mà nó bị Facebook đánh sập về cái vụ mà buôn bán động vật trái phép. Thì cái hội đó đó có một người là hiện cách đây chỉ mới có khoảng là chắc được không tới một tháng thì giật chết hết cả cái hồ mà cá săn mồi của họ, trong đó có những con hoàng bổ yến rất là hiếm và rất là mắc các bạn. Đó, chết hết cả cái hồ săn mồi, mà cũng may đó là cái người đó không có bị sao hết. Nó là nó rò rỉ điện, nó nguy hiểm như vậy. Nó cho nên mình nói á, các bạn nuôi cá là cá nó đã mắc tiền sẵn rồi, thì không dạy gì tiếc gì mà các bạn đi mua một cái máy mà nó dởm như thế này hết. Nè, cái chuyện mà nó tốn điện thì mình không nói đi. Thì cái thằng này nó tới 60W lận, trong khi Atman mà đồng công suất á, nó chỉ có khoảng 25W thôi. Rồi. Nó tiết kiệm điện hơn gấp đôi. Và thứ hai nữa là các man như mình nói các bạn, lõi bên trong là lõi bằng sắt ở bằng bằng sứ á, thì nó không có bị oxy hóa, nó không bị sét, không bị biến đổi chất nước, hay là về lâu về dài thì máy nó sẽ không có bị, nó không có bị lão quá, coi như là nó giảm công suất á. Và thứ hai nữa là cái an toàn về điện nó rất là tốt, cho nên nó là lý do vì sao mà mình đổi hết tất cả hồ mình xài qua Atman hết. Nhưng mà cái máy này mình vẫn giữ, tại vì mình nghĩ là bơm lên bơm xuống thôi, đâu có xài nhiều đâu mà sợ nó tốn điện, mới mua cái này cho nó rẻ. Tại vì nói thật chứ cái Atman mà 3000 thì nó sẽ mắc hơn gần gấp đôi cái máy này, nó mắc gần gấp đôi cái máy này các bạn. Nhưng mà sau này thì chắc sau cái clip này thì chắc sẽ
những cái cửa hàng nào mà nó đang còn tồn live test nhiều chắc nó sẽ khó là bán, nó sẽ khó bán tại vì hầu hết tất cả những cửa hàng, nhất là cửa hàng ở tỉnh á, thì người ta đều lấy live test chứ không có ai black man, bởi vì live test nó rẻ, nó dễ bán hơn. Nhưng mà nói đó, nhưng mà mình nói mình phân tích ra cho các bạn, nếu mà về cái độ rẻ của nó chỉ xét trên cái mặt giá trị kinh tế thôi nha, thì các bạn nghĩ đi, cái thời gian hao mòn, cái khấu hao của nó, cái tuổi thọ của nó, và thứ hai là cái công suất tiết kiệm điện của nó, bảo đảm các bạn xài máy này 1 năm tổng chi phí các bạn sẽ hơn một cái Atman các bạn đầu tư, cái đó mình chắc luôn, mình chắc chắn. Cho nên là mình mới đổi qua hết tất cả các dòng Atman, mặc dù có nhiều, có một người thì từ đó giờ có người đó nói chứ mình không nghe người nào nói, người ta nói là Atman nó yếu hơn Lightest, thì nhưng mà mình lại thấy nó mạnh y chang nhau, không thấy thằng nào yếu hơn nào, thấy nó mạnh y như nhau luôn đó. Cho nên đó là mình thấy cái so với cái Atman thì mình thấy là thằng này nó chỉ có một cái ưu điểm hơn là chi phí đầu tư ban đầu rẻ hơn. Mới mình nói là chi phí đầu tư ban đầu chứ mình không có nói là tổng chi phí nha, mình không nói tổng chi phí. Nếu mà tính chi phí, các bạn tính chi phí điện vô và các bạn tính khấu hao tuổi thọ vô, các bạn sẽ thấy cái thằng này nó còn tốn kém hơn nữa. Cho nếu mà xét mà về dài hạn á, là thằng này gần như là nó không có một cái lợi thế gì so với thằng kia hết đó, so không có cái lợi thế gì so với thằng kia hết các bạn. Cho nên là mình khuyên các bạn á, nên xài cái mà tốt nhất thì các bạn nên xài những cái máy có thương hiệu, mà hiện tại giờ thương hiệu mà tiết kiệm điện mà xài cho cái bể nước ngọt, nước mặn hiện tại bây giờ á, là thì có cái dòng AC là chỉ có cái dòng Atman hoặc cái dòng mà Heberi thôi, những một số dòng và là một số dòng của Đức đó. Còn nếu các bạn nào mà có điều kiện thì các bạn mua mấy cái dòng DC, mà DC mắc lắm, một cái máy DC lên tới mấy triệu một cái luôn á. Thì những cái máy như thế này nè, bây giờ cái này mình cũng bỏ luôn, các bạn thấy không, cũng mới tin thôi chứ nó cũng đâu có gì đâu, mới xài được có mười mấy lần à. Bây giờ mình cũng bỏ luôn, đem bán với chai, cho với chai luôn chứ đâu dám cho ai đâu các bạn, cho người ta giật thấy bà nữa. Biết trong đây là chắc nó cháy rồi, chứ mình nghĩ là nó cháy cho nên nó mới xì khói như chỗ này nè, nó cháy cái cầu chì, cái cuộn đồng ở trong đây nè đó. Thì ngoài ra đó, để mà phòng ngừa cái việc mà bị rò điện đó, thì các bạn đầu tư máy, ngoài ra các bạn nên gắn cho cái hệ thống nguồn điện của các bạn một cái automat nguồn chống giật, thì cái này là bảo vệ cho cả gia đình các bạn luôn, và bảo vệ tất cả những cái thiết bị điện ở trong nhà. Như nhà mình có gắn một cái automat chống giật này các bạn, mình cho các bạn xem đây, một cái automat chống giật nó có cái như thế này các bạn. Nếu mà trong nhà mà nếu mà bây giờ cái nguồn điện, cái ổ điện này nha, mà nó bị nước tạt vô một cái là tự động cái automat này đặt ngay nguồn, nó sẽ kéo cầu dao và tắt hết toàn bộ nguồn điện cả nhà mình luôn. Hoặc là có một người nào đó thọt vô đây mà bị giật, nó phát hiện giật một cái là nó ngắt nguồn liền luôn các bạn. Tức là nó chỉ ngắt ở trên một phần dây thôi, thì các bạn biết là cái tốc độ của dòng điện nó như thế nào, mà các bạn nào mà học vật lý bây giờ mình quên, mình không có nhớ là tốc độ nó bao nhiêu hết, nhưng mà tốc độ dòng điện thì nó rất là nhanh. Đó, nó có động điện rất là nhanh, không biết là nó nhanh hay là nó chậm hơn tốc độ ánh sáng nữa, lâu quá rồi không nhớ. Nhưng mà so với cái tốc độ mà nó ngắt cái này với cái tốc độ mà đủ cái thời gian để các bạn bị giật á, thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Cho nên là không bao giờ cái chuyện mà giật, các bạn chỉ bớt có hiện tượng là bị tê thôi là làm cái bập xuống liền. Trước kia mình xài cái hồ nước biển á, thì mình có châm châm nước vô cho hồ, mà lỡ nó tạt vô trong cái ổ điện đó là nó giật, nó kéo hết toàn bộ cái nguồn xuống. Đó, hoặc là gần đây mẹ mình nó kéo cái cầu dao của công tơ nước đó, thì nó bị rò điện kiểu gì á, nó rò điện kiểu gì mới kéo là nó sẽ cúp hết toàn bộ cái nguồn ở trong nhà mình. Thì một cái automat nguồn chống giật như thế này nó mắc hơn gấp đôi một cái automat thường rất là nhiều các bạn, mắc hơn gấp đôi. Thì cái này được khoảng 1 triệu hay 1,5 triệu gì đó, không có nhớ, lâu quá rồi đó. Thì các bạn nên gắn để mà bảo vệ cho an toàn cả gia đình của các bạn. Đó. Thì đây là cái clip mà mình chia sẻ đầu năm, chứ nó thật sự ra nếu mà lỡ mà nó có chuyện gì mắc mạng người ấy, đừng có để mà các bạn nuôi cá hay hay là nó có cái gì mà nó mà ảnh hưởng đến tính mạng hay là nguy hiểm đến tính mạng thì nó rất là không hay các bạn. Rồi, cái video clip đầu tiên của mình trong năm mới tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video clip tiếp theo nhé.